đi đó, tôi nói rồi, lan này nó đến được ngày thôi bắt đầu là mình chọc nó phải không, vô khịa nó là nó phóng lên phóng lên rồi, quý vị dễ đành đặt rồi có phim coi rồi, mới ra clip rồi, mới ra clip 10 phút trước nha. À, lần này là tiếp tục Thanh Minh Thanh Nga đó, sau đây đoàn cải lương Đinh Thị Lan thuộc đó gánh hát Thanh Minh Thanh Nga sẽ tiếp tục lên mạng để Thanh Minh Thanh Nga về cái vấn đề Đinh Lan không phải là bạn của Trương Mỹ Lan. Cái tầm của Đinh Lan thì làm gì mà chơi với bà Trương Mỹ Lan được quý vị. Cái này tôi nói thiệt nha, tầm của Lan thì không 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 đủ, là không không đủ đẳng cấp để bà Trương Mỹ Lan mới nhắc tới nữa, chứ đừng nói là bạn. Ai nói mày bạn bà Trương Mỹ Lan đâu, Lan tự nhiên mình lấy mình giống như là mình tỏ ra nguy hiểm đó quý vị. À, bà Trương Mỹ Lan là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp đó, nó rất gọi là có gì đó nó rất là, nói chung là nó vĩ mô lắm, còn Lan thì chỉ là giống như mấy bà bán thịt heo ngoài chợ thôi làm gì cái trình ở đâu mà bạn. Ở đây người ta làm cái clip, người ta nói là Đinh Lan là gì đó, ủng hộ bà Trương Mỹ Lan, nói về vấn đề vaccine, nói về vấn đề này kia, khen ngợi tung hô bà Trương Mỹ Lan thôi, chứ không ai nói là Đinh Lan là bạn Trương Mỹ Lan nha. Trời ơi, Lan Lan ảo quá, Lan ngáo quá, Lan ơi Lan ảo ma Canada quá về cái tầm của bà Trương Mỹ Lan thì nói thiệt nó khủng khiếp lắm. Cái tầm của Lan á, là chỉ là bằng mấy bà bán thịt heo ở ngoài chợ đó, sợ không bằng nữa, không bằng mấy bà bán thịt heo. Mấy bà bán thịt heo bà còn biết đúng biết sai, bà còn không có vu khống xuyên tạc ha, mấy bà cũng không có giật giọt ai, mấy bà ăn ăn bún bò Huế rồi còn trả tiền, còn Lan ăn bún bò Huế không trả tiền ai da, khổ quá trời đất ơi. Ô trời đất ơi, khổ ghê. Bây giờ lên chửi nữa rồi nè. À, ok, chào quý vị nha. Rồi chào tất cả các anh các chị. À, đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây mà chẳng đá nào dấp chẳng dây nào hoàng. Ok, nãy giờ các anh chị mình chào quá trời nhưng mà sân sàm chưa có chào lại được nha. Rồi ok. À, thì em không thể nào chào từng người được. À, em chào hết tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ nè. Rồi ai chưa bấm like thì like giùm em cái nha. Ai chưa bấm like thì like giùm em một phát đi quý vị. Đó, bấm like cho em cái nha. Đó, con Lan thấy sang bắt hoàng làm họ so với em bán thịt Lan thua xa, đúng rồi. Đó là một cái bình luận của quý vị nha. Đó, nó thấy ai sang là nó bắt hoàng làm họ. Ngày xưa quý vị nó nói là tôi đã từng ăn sáng với bà Nguyễn Phương Hằng, tôi đã từng ai biết mày đâu Lan đó. Còn hồi xưa nó nói nó làm giám đốc ở đồng đồng phim. À, đồng phim nó vô trong, nó chẳng qua là nó đi theo người ta, nó đi theo người ta vô Đại Nam á, cái gì mà nó đi theo hoặc là nó ké thôi nha, nó ăn ké thôi là bắt đầu nó nhận vơ nó là của nó bây giờ mà nói về vấn đề mà luật á, nó cũng nói là tôi là biết luật, tôi học đại học luật được, nó học từ xa mùa dịch đó, nó đăng ký gì nó học online cái gì, nó cũng vỗ vỗ ngực xưng tên, nó nói là luật sư, nhà báo, nó cũng nói nó cũng nhà báo, nó chơi với phóng viên nhà báo không mà báo đời báo kiếp không à rồi cũng chả có ai nhận là thân quen với nó chú gì. Rồi ok đó, Đinh Lan từng ăn lại chứ ăn sáng vậy, đúng rồi nó ăn lại chứ ăn sáng gì quý vị. Rồi ai chưa bấm like thì like giùm em cái nha. Rồi mấy anh chị mình có ai có thấy âm thanh ok, ánh sáng rõ thì cho em số 1 nha. Rồi hôm nay có cái gì hay ho rồi nè, có chuyện hay ho rồi lúc nào nó cũng nhắc sơn sàm lý lắc hết quý vị. À, nó nói là chút xíu nữa tao làm cái clip này là mấy này nó rần 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 này rồi chào thiệt Long An nha. Rồi rồi có thuốc bạc đắp luôn nha, nồi cắm heo ok. Rồi ok, cả nhà mình ai chưa bấm like thì like giùm em một cái, bấm like giùm em một cái thôi nha. À, nó tức bữa giờ là mấy kênh YouTube á, lên nói về vấn đề bà Trương Mỹ Lan đó quý vị, vấn đề bà Trương Mỹ Lan đó, thì bắt đầu nó nhảy đồng đẳng lên, bắt đầu là không có nghe, tôi không có nha, tôi không có nha, đừng có nói tôi vậy là không được nha, tao có bên bà Trương Mỹ Lan nha trong mấy cái clip trước á, đây tôi có nha quý vị. À, tôi có nha quý vị, đây để tôi đưa quý vị coi ha. À, nói rất là ngon ngọt ha. À, nói rất là chị Trương Mỹ Lan đồ ha, nói chị Trương Mỹ Lan. Chị Trương Mỹ Lan là một cái
Ê quý vị nghe nè, phát biểu vậy đây, cái bắt đầu qua qua cái clip này nha, qua cái clip hồi nãy mới đăng lên đó, quay ngắt 180 độ, ba chứ biết là này kia, là tôi không bao giờ là lừa gạt được. Bởi con này nó nói nó lật mặt, nó là con người nó là nó sống tới bốn mặt luôn chứ không phải là năm mặt, nó lật như bánh tráng. Và đặc biệt nó có một cái nữa là gì biết không, nó nói xong là nó quên, nó có một cái dở là nó nói xong nó quên. Cái livestream ngày hôm sau nó không nhớ là bữa trước nó nói gì ha, nhưng mà nó quên một điều là mạng xã hội người ta cần lưu hết quý vị. Chị Chu Mỹ Lan là một cái tập đoàn vạn thịnh pháp rất là lớn, có những khách sạn Windsor rồi những cái tòa nhà coi như là khách sạn Windsor ở quận 5 chỗ chợ An Đông đó, là những khách sạn năm sao coi như là có tiêu chuẩn ở thế giới đó. Người ta giàu cỡ đó mà cái loại đàn bà gái đi ôm như bà đó nha, học chưa hết lớp ba đó lên trên trên mạng chửi tục chửi tiểu á, chửi những ngôn từ bất dạy á, thì làm sao so được với người ta, kiếm chuyện gì với người ta. Mình 15 triệu liều vaccine đến cuối cùng không có nha, rồi bây giờ người ta ủng hộ 1 triệu liều ha, thì giờ đấy mày, giờ mày chết cho người Trung Quốc trước đi, đừng có chết cho người Việt ta. Ủa mày là mày có tư cách gì, bây giờ phải kêu bằng mày luôn đó. À, cái clip này là cái clip này là bốn mặt là mặt dung, đúng rồi, cái clip này là tung hô chị Lan nha. Nó chị Lan là một người ta giàu gì đó, người ta có những cái tập đoàn đó, đó. Bắt đầu qua cái clip này nè, quý vị qua clip này bắt đầu chửi gì cho con này đi, con này nói thiệt, nó nói mà nó quên, nó không nhớ mình đã nói gì nha. Quý vị nhớ cái clip mà nó nói trong cái đoạn ghi âm không? Ở Hằng Ni thì không lạ gì với Linh Lan đâu, cũng làm với chị Thanh Trung bên báo Giải Phóng rồi, rồi chị em cũng đi ăn với nhau, đi chơi với nhau trong một nhóm rồi ha. Đó, đó, đó. Linh Lan thì còn lạ gì à, tới lúc ông Trần Văn Sĩ bị bắt, vừa bắt ông luật sư Trần Văn Sĩ xong cái Lan không, tôi không hề biết Hằng Ni, tôi không có số Hằng Ni, tôi không liên lạc Hằng Ni, tôi không biết Hằng Ni là ai. Đó, đừng nói tôi. Ý, khổ con này ghê quý vị, quá khổ luôn. Còn nó mới lên clip nó chửi tiếp. Cái clip này bắt đầu là Thanh Minh Thanh Nga nha, Thanh Minh Thanh Nga. Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay là ngày 10 tháng 4, thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2024. Vào lúc 11:02, Đinh Lan làm cái clip với chủ đề Đinh Lan không phải là bạn của Trương Mỹ Lan. Đó, nghe, chối, bắt đầu chối. Đinh Lan không phải là bạn Trương Mỹ Lan. Người ta không có nói mày là bạn bà Trương Mỹ Lan. Cái tầm của mày thì làm gì làm bạn với bà Trương Mỹ Lan được, đúng không? Mà nói mày ủng hộ mày tung hô thôi. Trời ơi, khổ quá. Cứ gà lội ba mà cứ nghĩ mình sô-cô-la lội một không quý vị. Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Vào lúc 11:02, Đinh Lan làm cái clip với chủ đề Đinh Lan không phải là bạn của Trương Mỹ Lan. Tại vì vừa qua thì sau phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng thì có 22 YouTuber đang tấn công dồn dập. Mục đích của những YouTuber này là muốn coi như là muốn ép Đinh Lan là ok bức xúc lên sẽ vi phạm pháp luật để giải phóng cho Võ Minh Điền đang bị tạm giam chờ cái ngày mà đưa ra tòa xét xử. Bây giờ mà đưa Võ Minh Điền ra tòa xét xử mà lại quên cái vụ án ngày 9 tháng 2 năm 2022, Võ Minh Điền cầm đầu đám YouTuber 8 người đánh và có liên quan tới một nguyên trưởng công an quận Gò Vấp. Cho nên bây giờ bọn 22 YouTuber này đang trỗi dậy, đang tấn công mình dữ dội, nhục mạ vu khống Đinh Lan chuẩn bị bắt ha, là sẽ khiến cho Đinh Lan vì bức xúc mà lên trên mạng sẽ nói thì sẽ dính 331 với các cơ quan chức năng. Tôi Đinh Lan nhắc lại, tôi không nói qua nói lại, không chửi à, không nói qua nói lại, tôi không nói qua nói lại. Không chửi, tôi nhắc lại nè, tôi không nói qua nói lại, tôi không chửi. Mày là cái con nói nhiều nhất á, thiệt chán ghê. Quý vị biết sao, tôi là tôi làm cái drama này á, xong tôi nghiên cứu về em Lan đến nỗi mà tôi nghe cái giọng của nó quý vị, tôi ám ảnh luôn. Tối tôi ngủ mà tôi còn nghe giọng của Lan mà tôi ám ảnh luôn quý vị, tôi ám ảnh thực sự nha. Đó. Tôi quải chè luôn quý vị. Rồi ai chưa bấm like thì like giùm em cái đi bà con mình ơi, ai chưa bấm like thì like giùm em cái nha, ai chưa bấm like thì like giùm em một cái.
tại vì cái kênh của em lâu quá cái em không có livestream đâu quý vị, cho nên nó mất tương tác á đó. Đó, các anh chị nào mà chưa bấm like thì like giùm em cái nha. À, ai chưa bấm like like cho em cái. Cả nhà mình đâu mất tiêu rồi, ai chưa bấm like thì like giùm em cái nha. Rồi tiếp tục, em vui chủ đề của em Lan là vui lắm, cực kỳ vui. À, đợi em 30 giây em làm cái này cái. Rồi ok. À, quý vị thấy rằng em ghim tin nhắn đó, em ghim cái kênh của em đó. Rồi tiếp tục vô câu chuyện của em Lan đi. À, em Lan là một cái đề tài gọi là bức xúc mà. Bây giờ là Lan có cái gì là bắt đầu là nó thành trend hết trơn luôn. Đó. Của mình đó, là mình được bảo vệ cái danh dự của mình, cho nên là tôi sẽ lên giải thích với mọi người là những cái kênh YouTube này đang vu khống và xuyên tạc tôi về cái việc cái hôm thứ hai thì thằng Đinh Hoàng Nhân với luật sư vlog Âu Quang Phục nói là tôi làm chào anh Trúc miền Tây nha. Nói cái gì ấy, nó cũng quẹo cho chị Hằng với anh Dũng hết quý vị. À, à, Sơn làm đám cưới Đinh Lan cho Trần Đình Thu hay là Phan Phong. Bữa em có làm đám cưới rồi đâu quý vị, em làm đám cưới Đinh Lan với Bảy Gà nha. Có nhiều lắm đám cưới lắm, bữa nay em tổ chức em gả nó cho Trần Đình Thu. Rồi à, xong like lát ổng giận nè, mến chào Sơn Sàm. Ok, cảm ơn Hoa Lâm nha. Rồi hơn 600 người xem mà có 200 like à. Ai chưa bấm like thì like giùm em một cái. Đó. Bây giờ em nghe con Lan nó nói về cái hầm bốn mươi mấy YouTuber á, bốn mấy bữa nay nó thụt xuống còn hầm mấy rồi quý vị. Bốn mấy rồi bữa nay nó thụt xuống còn hầm mấy rồi nha. À, rồi hả, nó nói về Đinh Thị Chiên thương tật rồi Mai Xuân Cường bắt cóc Quỳnh Hằng hữu thủ thổ gì thủ đoạn đê hèn chống Đinh Lan vào tù rồi cái gì, trời ơi tôi thụt lòng mà đến nỗi bây giờ tối tôi ngủ tôi còn nghe giọng nó quý vị, tôi ám ảnh thực sự luôn nha. Rồi bữa nay thì nó lên nó thanh minh là nó không phải bạn bà Lan nha, là nó không phải bạn bà Lan, bắt đầu quay qua nó chửi bà mình Trương Mỹ Lan. À, bữa trước thì nó khen, bữa nay nó chửi. Con này nó như bánh tráng, nó bán bánh tráng ngoài chợ, nó lật ghê thiệt. À, tráo trở thiệt. Còn có 40 YouTuber nhưng hiện tại bây giờ có 22 YouTuber đang tấn công tôi dồn dập. Thứ nhất Gia Bim theo hôm qua thông tin là tôi là bạn của Trương Mỹ Lan. Thứ hai Lý Lắc Vlog. Thứ ba Sơn Sàm TV. Trời, thứ tư S-Bang TV. Thứ năm Đinh Hoàng Nhân. Thứ sáu Huấn Bình Dương. Thứ bảy Thiện Đời Sống. Thứ tám Cất Việt. Thứ chín Thanh Nguyên Vlog. Thứ mười Hương Quảng Châu. 11 Phúc Tài Chính. 12 Kỳ Tuấn Đạt. 13 Full Game Mobile. 14 Góc Nhỏ TV. 15 Kim Ngân 1988. 16 Gia Cát Phong. 17 Hùng Râu. Đâu để coi bạn này mới bình luận gì. Nó làm gái bên Lào chủ yếu phục vụ người Việt bên đó, một lần đi khách là 100 đô nhưng đi xong xin thêm 50 đồng với lý do là trả chủ chứa 30 đồng, làm được 3 tháng thì bị giang mai bị chủ chứa đuổi nên phải về. Trời ơi sao mà hay ho quá vậy. 18 Hồ Văn Thuận. 19 Đại Long An. 20 Minh Chí TV. 21 Lang Thang Đường Phố. 22 Trần Quốc Vũ. 23 Luật Sư Vlog Âu Quang Phục. Đề nghị các YouTuber này nên dừng những hành vi vi phạm pháp luật, tại vì cứ tung tin Đinh Lan bị bắt trước 22 giờ. Nếu tôi nói rồi, nếu tôi vi phạm pháp luật thì cơ quan công an đủ yếu tố hãy khởi tố. Ôi trời ơi. Còn nếu như tôi không vi phạm pháp luật thì phải có một cái động thái xử lý răng đe nhắc nhở. À, quý vị thấy không, khán giả bình luận lên nó kêu là Lan nó không làm gì ở Việt Nam, làm bên Lào không à. Lan là một đại sứ thương hiệu bên Lào nha. Đó, khi nhắc đến tôi là những người nào mà ở Lào là phải là tôn trọng. Khi nhắc đến Lan là cả
cả bao nhiêu người ở bên Lào phải tôn trọng, ở Việt Nam không ai tôn trọng hết. Tôi Lan là một người mà gọi là có uy tín ảnh hưởng nhất ở trên Lào nha. Đó, nhắc đến Lào là chết với Lan, mình nhắc cái người Việt là không ai biết nha. Nhắc đến Lào là khổ Lan quá đi Lan ơi. Tại sao? Tao nhắc lại cho mày nhớ nha, tao nhắc lại cho mày nhớ nè. Mấy cái này tao lưu lại cho mày chết nha Lan, mày khỏi chạy nha. Để hộ tống tôi đến chết Nguyễn Phương khi trên phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng diễn ra. Đây là tỉnh Lan ăn bịch nợ của các bà bán bún bò, bà bán thịt heo ở dưới quê đã nhắn mà tìm tỉnh Lan. Chủ đề hôm nay là tỉnh Lan ăn bịch nợ của các bà bán bún bò, ba tô bún bò. Bán thịt heo ở dưới quê đã nhắn mà tìm Đinh Lan. Đinh Lan khóc lóc năn nỉ. Sau đó là hai ngày sau, Đinh Lan thấy rất là hoảng sợ khi một cái người cũng là phụ nữ, thân phận phụ nữ. Lý do tại sao mà thì Đinh Lan thấy hoảng sợ quá. Đinh Lan nói sợ bị trả thù, cho nên là Đinh Lan rút không có tham gia nữa. Và Đinh Lan trong cái buổi đó là Đinh Lan hoảng sợ thật sự muốn động kinh luôn. Hỏi em một câu xin lỗi chị ạ, hỏi một câu. Những cái loại như thế này thì của tao là mẹ nuôi của tao, mẹ ruột chị Năm Thu, thì tôi nghe mấy cái đó tôi ám ảnh luôn. Cái gì tôi ám ảnh luôn á, tôi nghe mà tôi nghe tôi thuộc lòng luôn mà. Hay da da da, tôi có rất là nhiều cái mà rất là hay ho. Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả trên kênh. Chủ đề hôm nay Đinh Lan không bị bắt, và Đinh Lan thông báo chuyển đề tài của cái tranh Lan Đinh từ đây chưa đi, thì Đinh Lan chuyển đề tài sang vực đề tài về nông nghiệp nha. Chuyển đề tài về nông nghiệp, mày chuẩn bị làm nông nghiệp rồi đó, chắc chắn đi vô là đập vỏ keo nè, rồi hả đi lột hạt điều nè đó, còn mà nặng nữa thì đi ra cắt cỏ chăn bò, chắc khoảng 3 năm rưỡi à, vô đó làm với chị Ni nha. Đó, chị Ni là cũng là bạn rất là thân, có anh Sĩ nữa, anh Sĩ anh vô anh làm hồ anh trộn, anh xây Lan đẩy xe rùa để đẩy bê tông với lại nước cát gạch. Quý vị giờ mà nghĩ là một cái viễn cảnh mà đi vô trong trại anh Trần Văn Sĩ anh thợ xây anh xây nha, Đinh Lan với Hằng Ni là đẩy xe rùa đẩy cát nè, đẩy xi măng nè, rồi Hằng Ni thì vác gạch nha. Thì tôi quay được clip đó là chắc 1 triệu view. Hôm nào tôi sẽ làm một cái tiểu phẩm hài nha quý vị. Tôi sẽ cho Lý Lắc nó đóng Trần Văn Sĩ. Rồi tôi sẽ mướn hai bà nào đó nha. Đó, một bà đóng Hằng Ni, một bà đóng Đinh Lan. Bắt đầu là bắt đầu đây là cuộc sống ở trong trại. Trần Văn Sĩ là đang xây, còn đang xây gạch, còn Hằng Ni với Đinh Lan là Hằng Ni với Đinh Lan là đẩy xe rùa. Trộn bê tông đồ ăn hốt gạch đồ, phụ cho anh Sĩ nha. Anh Sĩ ơi, anh Sĩ làm tài xế cung ứng vật tư. Anh Sĩ ơi, có hồ có nước đây, hồ nước thước gạch. Rồi muốn gạch có, muốn hồ có nha, xây. Tôi mắc cười quá, tôi nghĩ tới cảnh đó tôi mắc cười thiệt. Rồi mấy anh chị ơi, 900 mấy chục người đang xem mà có 322 người like nha. Ai chưa like, like giùm em cái nha quý vị. Ai chưa like, like giùm em cái nha. Like giùm em, bấm like cho em cái đi quý vị. Ai chưa like thì bấm like giùm em cái nha. Đó. Thì làm clip vậy hay sơn sàm, đúng rồi, bữa nay em phải làm vậy. Em làm đây là cuộc sống của Đinh Lan. Ai vô là anh Sĩ. À khỏe không anh Sĩ? Kêu bằng đồ phải Lan.
nếu mà keo được Diệp Già với lại Dương Mai rồi nha. Đó, đóng vai Đinh Lan nha. Đó, với thằng Ni đẩy xe rùa, anh Sĩ thì đang xây gạch. Ok, một cái thôi, bấm like một cái thôi quý vị, đừng like nhiều. Sơn Sàm là người tình trăm năm của Đinh Lan à. Thôi, ok mọi người. Ôi da, mắc cười quá quý vị. À, mắc cười quá. Tiếp tục nghe Lan nói nha. À, coi Lan nói về cái vụ bà Trương Mỹ Lan tiếp đi. Là xử phạt những YouTuber này. Việc Phật pháp luật Việt Nam không thể nào để cho ngông cuồng những YouTuber lên mạng tự do nhục mạ vu khống người khác như Nguyễn Phương Hằng và 23 YouTuber đang tấn công tôi. Rồi, chủ đề hôm nay là Đinh Lan là bạn Trương Mỹ Lan. Nó hoài. Khi mà Kênh Gia Bin và Rama hôm qua phát cái clip là Đinh Lan nói là bà Trương Mỹ Lan là bạn, tôi là bạn của chị Linda Tăng Vu, mà bà Trương Mỹ Lan là đã rất là nham hiểm lúc mà khi khởi đầu công ty An Đông Plaza và đó, bắt đầu về nói bà Trương Mỹ Lan nham hiểm nè. Mới cái clip hồi nãy á, thì nó khen nức nở đó, nó nói là tập đoàn gì đó, là khách sạn gì đó tiêu chuẩn quốc tế, rồi có ủng hộ 1 triệu liều vaccine, là chị Trương Mỹ Lan là cái gì đó rất là cao siêu chứ không phải như mày đâu, con hàng nổ đó, mày mới khen đó, bây giờ mày qua mày chửi khổ mày ghê. Tôi là bạn của chị Linda Tăng Gu, mà bà Trương Mỹ Lan là đã rất là nham hiểm lúc mà khi khởi đầu công ty An Đông Plaza Vạn Thịnh Phát á, thì không có tiền, cho nên tôi có một người bạn là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu. Mọi người cứ tiếp tục nữa, thấy người sang bắt hoàng là mò nghe chưa, tôi có một người bạn đó, đúng không nè, tôi có một người bạn là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu. Ai tỷ phí nó, ai tỷ phú nó cũng bạn hết đó, đó mẹ nuôi của tao là mẹ của chị Năm Thu. Đại bác bắn 7 ngày không tới nha. Ừ. Chị Linda Tăng Gu nha, nó bạn của tôi là tỷ phú Hồng Kông nha, thì bạn là tỷ phú Hồng Kông mà suốt ngày đi, đi mà đi ăn ba tô bún bò không trả tiền, 39 triệu tiền rượu của người ta chở giọt luôn đó, giọt luôn 39 triệu tiền rượu giọt mất tiêu luôn, bạn của tôi là tỷ phú Hồng Kông nha, ngang ngang lan nói nha quý vị đó. Tới công chuyện nữa rồi, bạn của Lan là tỷ phú Hồng Kông nham hiểm lúc nè. mà khi khởi đầu công ty An Đông Plaza Vạn Thịnh Phát á, thì không có tiền, cho nên tôi có một người bạn là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu. Mọi người cứ search lên Google. Bạn của Lan là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu nghe. À, Linda Tăng Gu. Không có tiền, à. cho nên tôi có một người bạn là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu. Mọi người cứ search lên Google. Search lên Google nghe. À, tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu thì nó có, nhưng mà bạn của Đinh Lan thì nó méo ra. Bạn của Đinh Lan, bạn của Đinh Lan là nó ra là tôi search lên bạn của Đinh Lan nó ra Diệp Già nè, Dương Mai nè, Thanh Trần nè, luật sư giai cấp điện. Trend luôn, ngày mai ra trend luôn quý vị đó, má ngủ thiệt đó, má khổ nè, nghe nói nè quý vị thì không có tiền, nè cho nên tôi có một người bạn là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu. Mọi người cứ search lên Google không đâu đâu đâu, đâu, đâu. Má tôi phải search lên Google liền mới được ha. Đó, bây giờ nó nói là bạn của nó là Linda Tăng Gu nè, đó, bạn của nó là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu nha, để bây giờ tôi search lên Google tôi coi thử là bạn của Lan là ai nha, đó, tôi search lên coi thử nó có ra tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu không nha quý vị. Đó. Ô chết mẹ rồi. Sao nó ra bạn của Lan nè, Bảy Gà nè, Diệp Già nè, luật sư giai cấp điện nè, Phi Thiên Ân nè, vợ chồng Lê Minh nè, trời đất ơi, Duyên Mai nè. Lan hơi sao kỳ vậy Lan, mà nói bạn mày là tỷ phú Hồng Kông Linda Tăng Gu sao mà tao search Google nó ra toàn là Diệp Già với Dương Mai với lại luật sư giai cấp điện với Bảy Gà không vậy, Hoàng Kim Dung nữa, đúng. Chết mẹ rồi.
mà sợ tỷ phú Linda Tagu bạn Lan mà nó không ra, ra toàn Diệp Già với lại Hoàng Kim Dung với bị gà không vậy? Không. Đây 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 nó ra nữa này. Đó. Bạn của Lan. Ôi chết mẹ, lực gia Trần Đình Thu nữa. À, sao sệt bạn của Lan nó ra lực gia Trần Đình Thu rồi không vậy? Nó không ra, nó không ra tỷ phú Linda Tagu. Chết mẹ rồi, không xong rồi. Chào chị nha. Chết mẹ rồi, không ổn rồi Lan ơi. Google này bị lỗi hay sao rồi. Chào chị Jessica nha. Em search Google rồi đó quý vị. Em search Google rồi đó nha. Nhưng mà ra bạn của Lan không ra là tỷ phú Hồng Kông Linda Tagu, mà ra toàn là Diệp Già với lại Bảy Gà, rồi Hoàng Kim Dung với lực gia Trần Đình Thu được không rồi, Trần Chân Sĩ, Hạc Ni được không rồi. Ơi không, không ổn rồi. Tao search rồi, khổ mày ghê á, tao search Google rồi. Nó không ra Linda Tagu nào mà nó ra toàn là Bảy Gà, Trần Đình Thu rồi Hoàng Kim. Luật sư giai cấp điện Thanh Trần nữa nè. Khổ ghê á, Google nó đâu có nói sai đâu. Lan nổ quá Lan ơi. Quá nổ rồi. Rồi quý vị ơi, đang có một ngàn mấy người xem nha. Đó em nhờ cả nhà hàng cái nha, em nhờ cả nhà nha. Tại vì cái kênh của em bây giờ nó đang, cái kênh Sân Sàm TV của em nó đang bị lỗi đó quý vị. Nó bị bọn ác đang tấn công quý vị, nó đang cảnh báo liên tục này. Em không biết, em sợ mất kênh á. Rồi em lỡ mất cái kênh này em không biết gặp mọi người ở đâu á nha. Cho nên em có làm một cái kênh phụ là kênh Sơn Sàm Sốm Nhiều Chuyện. Đó, cái kênh Sơn Sàm Sốm Nhiều Chuyện em để dưới bình luận, cả nhà thấy không? Em để dưới bình luận đó, em để cái chữ đăng ký là dưới bình luận đó. Là em ghim lên trên đầu đó thấy không? Đó, ví dụ nhìn xuống bình luận là thấy em ghim ở trên đầu đúng không? Đó quý vị bấm vô cái đường link đó là nó sẽ ra cái kênh Sơn Sàm Sốm Nhiều Chuyện nha. Cái cả nhà bấm đăng ký giùm em nha. Đó, bấm đăng ký giùm em, lỡ em mất cái kênh này thì em không biết tìm bà con mình đâu luôn nha. Đó, những ai mà đăng ký rồi thì thôi nha, còn ai mà chưa đăng ký thì vô đăng ký cái kênh đó giúp em ha. Lỡ mà không thấy em trên kênh này thì nhảy qua bên kia nha. Nhảy qua kênh đó đăng ký em. Đó, hoặc là em ra clip trên kênh Sơn Sàm Sốm Nhiều Chuyện đó thì cả nhà cũng nhìn thấy em nha. Đó, bấm vô cái đường link đó. Đường link em đăng ký trên bình luận ha. Bấm vô cái nó nhảy ra kênh Sơn Sàm Sốm Nhiều Chuyện, cái bấm đăng ký cho em cái. Rồi tiếp tục nha Lan. Khổ ghê, uống nước rồi. Khô môi với con này á. Rồi đăng ký rồi nha, mới đăng ký rồi. Ok, các anh chị nào mà đăng ký rồi thì thôi, còn anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp em nha. Mới cá lòng tâm mà chiên quen rồng biển cả. Đúng rồi, bây giờ con Lan mà nó thấy ai mà gọi là sang sang cái là nó người nó bạn tao đó. Đó, hoặc là bà con tao đó thì nếu mà ai á ai mà có chức có quyền hoặc là có địa vị trong xã hội nha. Đó, có địa vị trong xã hội mà chỉ cần mà nó dính tới con Lan là không dám dính đó quý vị. Đó, bây giờ mà dính tới nó là bắt đầu là nó rao hết trơn luôn. Mà nghe nói bạn ai thì ta còn nở mày nở mặt, nghe bạn Đinh Lan là trốn luôn á. Lạng hoạng ta tới nhà ta đòi ba tô bún bò nha. Vụ đầu tư chui 6 triệu đô vào Việt Nam của ông Tết người Indonesia. Ok, nào cảm ơn. Bạn của chị Linda Tagu đã đầu tư cho Vạn Thịnh Phát An Đông Plaza số tiền là 6 triệu đô. Thì sau này bà Trương Mỹ Lan không có tiền trả, cho nên đã năn nỉ vì ông Tết người Indo ông đòi quá. Cho nên là bà lúc đó thì bà nói ok thôi, bây giờ bà không có tiền bà trả thì bà trả cổ phần của công ty Vạn Thịnh Phát. Sau này bà bị ông Tết người Indo đe dọa đi kiện, cho nên là bà sợ mất uy tín, bà sợ như thế này bà không có huy động tiền được, cho nên bà mới năn nỉ với chị bạn thân của tôi, chị kết nghĩa của tôi là chị Linda Tagu, là chế ơi chế hãy viết cho em tờ giấy là coi như là em đã trả tiền cho chế rồi, để em giãn thời gian ra em có cái tinh thần, chứ bây giờ ông Tết ông dí quá, ông Tết người Indo ông dí quá. Cho nên là chị Linda chỉ là một người Việt Nam nhưng một quốc tịch Hồng Kông, cho nên chị mới tin tưởng. Chị Linda Tagu là người đầu tiên mà đầu tư vào Việt Nam khi mà làm cái khu công nghiệp mà Amata ở Đồng Nai á, cho nên là chỉ là người Việt kiều đầu tiên đầu tư vào Việt Nam các khu công nghiệp ở Đồng Nai chính là chị Linda Tagu. Cho nên tôi nói trong cái clip đó
dựa dựa vào cái gì nó dựa vào cái gì nó tôi bên Trương Mỹ Lan đúng không, dựa vào cái gì thì dựa vào cái này nè đó, dựa vào cái này đây đó, dựa vào cái này đây nha, có là đưa clip liền, tôi phải đưa clip liền, cái con này nó chối ghê lắm, cái gì chối lắm, con này nó chối cực kỳ, gọi là nó chối kinh điển luôn đó. Trương Mỹ Lan là một cái nè, dựa vào cái gì, dựa vào cái này. Khổ Lan ghê nha quý vị. Lan nó nói xong nó không nhớ nha. Lan nói xong không nhớ. Dạ ai chưa bấm like thì like giùm em cái đi quý vị ha. Cái kênh của em lâu quá không có live stream cho nên nó mất cái đề xuất á. Ai chưa, ai đang xem mà chưa bấm like thì like giùm em cái nha. Đó. Ai like rồi thì thôi nha, ai chưa like thì bấm like cho em cái. Lan này nó nói như trúng rồi á quý vị, nói như trúng rồi. Thấy người sang là bắt hoàng làm họ. Thấy người sang bắt hoàng làm họ, khổ ghê. Chán ghê. Nói mà nó cứ chia sẻ những video của nó như cho nó nổi như cồn luôn á. Tôi có nhiều video lắm. Cái mà nó nói về về công an, tôi nói tôi đóng thành một tập nha, tôi đóng thành một tập luôn. À, tôi bấm lên tôi đăng trên cái kênh Sơn Sàm Sống Nhiều Chuyện đó, xíu nữa quý vị vô trong đó coi nha. Đó, em làm những cái hồ sơ, những cái chứng cứ online về ông Lan này mà em đóng từng tập hết, em không có để sổng đâu. Ờ, nó nói về cơ quan chức năng á, thì em sẽ go vô làm một tập. Đó, em quăng lên trên kênh đó cho quý vị vô bên đó coi nha, kênh Sơn Sàm Sống Nhiều Chuyện á. Đó, rồi á, nó nói về ông Dũng Bà Hằng, đó em đóng về một tập. Nó nói xấu về đời tư ông Dũng Bà Hằng nha, em gom lại một tập. Đó. Rồi nó nói về Đại Nam, về khu công nghiệp này kia kia nọ nha. Đó, em đóng thành một tập luôn. Đó, em không có để nó thoát được, tại vì con này nó nói xong nó không nhớ. Đó, không nhớ thì mai mốt nhắc cho mày nhớ. Nói xong cứ quên nè. Lúc trước thì cũng nói là Hằng Ni là cũng không có lạ gì với Lan, cũng làm chung bên báo như Giải Phóng, chị Thanh Chung bên báo gì đó đó đó, đó. Cũng đi ăn với nhau rất là ăn. Cái ngày ông Sĩ bị bắt, bắt ông Trần Nhân Sĩ kia, nó nói là nó không biết Hằng Ni, nó không có số Hằng Ni, nó không quen biết gì hết trơn. Cũng nói không à. Nó lên mạng nó nói nhiều quá quý vị. Đó, nó nói nhiều quá cái bắt đầu đâm ra nó quên. Mà thường thường á, nếu mà quý vị lên mạng, quý vị nói nhiều á, mà quý vị nói sự thật á, nếu mà nói đúng nha, nói sự thật á, thì mình có đi nói lại 100 lần, 1000 lần á, đó, nó cũng không bao giờ trật nha. Ví dụ như mình nói đi nói lại hoài, ngày nào mình livestream mình nói á, mà mình nói sự thật á, thì sau này mình có nói lại á, thì nó vẫn đúng sự thật, tại sự thật nó vẫn là sự thật. Còn ví dụ như mình nói nhiều mà mình nói xạo á, à, mình nói xạo gọi là mình nói điêu á, là bắt đầu là sau này nó nói lại cái nó rất quất à, nó không có khớp. Đó, thấy không? Đó, nó không có khớp tại vì nó xạo mà lúc đó nó nghĩ nó bịa ra nói. Rồi sau này bắt đầu nó nói lại là nó sẽ bị mâu thuẫn nhau. Đó, cho nên nó vô công an người ta lấy lời khai cũng vậy á. À, nếu mà nói thật á thì nó vẫn là sự thật, bây giờ có khai 100 lần, 1000 lần thì nó cũng vẫn là thật. Nó không trật đâu hết. Còn mày nghĩ ra, mày bịa ra, mày nói là bắt đầu là nói bắt đầu vài bữa nữa bắt đầu nói đi nói lại là bắt đầu nó bị lệch nhau. Đó là nếu mà nó không phải sự thật thì nó không phải là sự thật, đúng không quý vị? Đó, cho nên con này nó nói xạo, con này nó nói xạo rất là nhiều. Rồi bữa nay nó nói như vậy, cái mai nói khác, cái bắt đầu là cỡ tháng sau, cái 2 tháng sau nữa, cái bắt đầu là nó quên đi bữa nay nó bịa ra nói, nó quên mẹ đi, bắt đầu nói lại cái bắt đầu là nó bị trật. Thì bắt đầu là khi những người nào mà người ta tin ý thì người ta sẽ so. Đó, người ta sẽ so hai cái video cách nhau khoảng mà là thấy bắt đầu là rớt quớt liền. Đó, mới ngày hôm trước thì nói là chị Hằng Ni là đi chơi với chị Thanh Chung bên báo Giải Phóng rồi cũng không lạ gì với Lan, cũng là đi ăn nhậu hàng ngày, cũng là thân theo đó là thân.
À, rồi bắt đầu cái vừa ông sĩ bị bắt xong cái nói là Đinh Lan không bao giờ quen biết thằng này, không liên lạc, không có số điện thoại. Mày đi chơi chung với nhau trong nhóm mà không có số điện thoại, không có Facebook, không có Zalo, xạo xạo xạo. Đúng không có gì? Nhìn cái mặt nó là tôi thấy là cái chữ xạo nó hiện trên mặt rồi. Đó, người ta là tâm sinh tướng đó quý vị. Tâm sinh tướng đó. Con này là chí phèo mà. Bình Khổ. thường tại vì trong cái quyền của mình đó là mình vụ đầu tư chui 6 triệu đô vào Việt Nam. Mọi người cứ search lên Google cái tiêu đề là vụ đầu tư chui 6 triệu đô vào Việt Nam của ông Tết người Indonesia chính là bạn của chị Linda Tango đã đầu tư cho Vạn Thịnh Phát An Đông Plaza số tiền là 6 triệu đô. Thì sau này bà Trương Mỹ Lan không có tiền trả cho nên đã năn nỉ vì ông Tết người Indo ông đòi quá cho nên là bà lúc đó thì bà nói ok thôi bây giờ bà không có tiền bà trả thì bà trả cổ phần của công ty Vạn Thịnh Phát. Sau này bà bị ông Tết người Indo đe dọa đi kiện cho nên là bà sợ mất uy tín, bà sợ như thế này bà không có huy động tiền được cho nên bà mới năn nỉ với chị bạn thân của tôi, chị kết nghĩa của tôi là Trời. chị Linda Trời ơi, nó nói như thiệt quý vị ha, nói như thiệt, nói như trúng rồi á, nó biết luôn trời, nói như trúng rồi luôn á, năn nỉ bạn của tôi đồ. Cái câu chuyện của bà Trương Mỹ Lan là một câu chuyện mà nó kinh khủng luôn, nó kinh thiên động địa luôn quý vị. À, nó là một cái gì đó là nó vươn tầm ở quốc tế rồi đó. Mà Lan nói là Lan nói giống như là ở ngoài chợ vậy đó, bạn của tôi hết. Trời ơi, bà đó bà năn nỉ, nói chung bạn của tôi. Trời ơi, cái tầm của Lan mà làm gì mà vươn tới cỡ bà Lan. Khổ ghê, mày chỉ là Đinh Lan thôi. Nghe nó nói nè quý vị, nghe nó nói gì mà Trương Mỹ Lan nói như trúng rồi, nói giống như nó là người trong cuộc của quý vị. bà sợ như thế này bà không có huy động tiền được cho nên bà mới năn nỉ với chị bạn thân của tôi, chị kết nghĩa của tôi là chị Linda Tân là chế ơi chế hãy viết cho em tờ giấy là coi như là em Chế ơi đã đồ trả ha. tiền cho chế rồi để em giãn thời gian ra em có cái tinh thần chứ bây giờ ông Tết ông dí quá, ông Tết người Indo ông dí quá cho nên là chị Linda chỉ là một người Việt Nam nhưng một quốc tịch Hồng Kông cho nên chị mới tin tưởng chị Linda Tâm Cư là người đầu tiên mà đầu tư vào Việt Nam Đầu khi tiên. mà làm cái khu công nghiệp mà Amata ở Đồng Nai á cho nên là chị là người nước người người Việt kiều đầu tiên đầu tư vào Việt Nam các khu công nghiệp ở Đồng Nai chính là chị Linda Tâm Cư cho nên tôi nói trong cái clip đó mà kênh drama Chị Linda Tango á, tỷ phú Hồng Kông á, bạn của Lan đó, bạn thân của Lan luôn nha, sợp lên không ra. Khổ ghê, Đinh Lan nổ quá Lan ơi. Drama đi lại lại nói mà tôi nói là Trương Mỹ Lan là bạn tôi thì bây giờ thằng gốc Việt thì nói là tôi binh Trương Mỹ Lan, thằng Lý Lắc Vlog nói tôi binh Trương Mỹ Lan, Sơn Sạp TV nói tôi binh Trương Mỹ Lan, rồi dựa vào cái gì nói tôi binh Trương Mỹ Lan, mày lên mày dẫn dắt câu chuyện gì ở gốc Việt hả, mày dẫn dắt câu chuyện lên tao nói là thằng luật sư Vlog ông Quang Phục mỗi lần ghi cái tiêu đề là Tê Lan bị bắt tại tòa Tê Lan bị bắt về tội vu khống lấy hình của tao ở tại phiên tòa ngày 11 tháng 3 lấy hình của Nguyễn Phương Hằng nhưng mà nội dung lại là Trương Mỹ Lan, tao nói như vậy mà tại sao thằng Cất Việt lại lên tuyên truyền là tao binh Trương Mỹ Lan, ủa cái câu đó là tao binh Trương Mỹ Lan, cái câu đó là cơ sở nào mà mày nói tao binh Trương Mỹ Lan hả thằng Cất Việt, sao con người của mày mặt người mà mày mày lòng dạ 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 thú vậy hả, tụi mày hết tiền kiếm tiền YouTube rồi hả, hết chủ đề rồi hả Trần Quốc Vũ hả, luật sư vlog ông Quang Phục hả, Sơn Sạp TV Lý Lắc Vlog Hương Quảng Châu Nhớ đầu nói đó, nhớ đầu nói Minh đó Tài này, Chính nhớ đầu nói đó này Gia Bin đó, nhớ đầu nói đó này, Minh Trí TV nhớ đầu nói đó Kiệt này Tuấn Đạt đó, Full Game Mobile nhớ đầu nói Đại đó, Long An Hồ Văn Thuận Thiện Đời Sống nhớ đầu nói đó này Phạm Văn Khang lang thang đường phố Thanh Huyền Vlog, đó. tụi mày con người mà tụi mày sao lòng người dạ thú dữ vậy hả, Đinh Hoàng Nhân tao có cái liên quan gì tới tao mày không, đi tao đang nói cái vụ việc là tao kể cái vụ Trương Mỹ Lan đã từng coi như là gạt chị kết nghĩa của tao tống chị kết nghĩa của tao vào tù đúng về rồi cái chuyện mà cưỡng đoạt tài sản, chị tao có cưỡng đoạt đâu vì tin tưởng cái con Trương Mỹ Lan đó chị tao mà chị tao đã viết một cái tờ giấy là đã nhận tiền rồi theo cái lời tại vì chị Linda chỉ
ở nước ngoài rất là hiền, cứ ở nước ngoài là hiền lắm, ở nước ngoài rất là hiền. Lan nó không ở nước ngoài mà Lan nó đi ngoài ra nước. Một năm Oanh không gặp được tao, lúc đó là không biết, tại vì Bộ Công an bắt xong rồi đưa về cái trại giam ở ngoài Hà Nội, cho nên không liên lạc được. Thì ra là chị Linda Tăng Gu gì của Lê Lan cũng bị vô tù mẹ rồi. Lúc đó là không biết, tại vì Bộ Công an bắt xong rồi đưa về cái trại giam ở ngoài Hà Nội, cho nên không liên lạc được. Tôi rất là đau buồn cái chuyện đó. Tao đang căm thù Trương Mỹ Lan không hết, thì tại sao mà tụi mày lại dẫn dắt câu chuyện nói tao binh Trương Mỹ Lan, rồi tao là bạn Trương Mỹ Lan, Hải Gia Binh, tên là Hồ Minh Cường, Hải Đức Việt, Hải Lý Lắc, Hải Sơn Sàm TV. Đó, đó, nữa, nhớ đâu nói đó. Tụi mày khốn nạn nó vừa phải thôi. Còn tối với ở Việt Nam này, ta không làm ăn kinh tế nào ở Việt Nam này cả. Tại vì tự Nguyễn Văn Hằng đã tạo ra một cái đám YouTuber mà xuất sinh như thế này. Nguyễn Văn Hằng và Huỳnh Uy Dũng chiều nay bắt được Sơn Sàm. Ban đầu là tấn công ông Võ Hoàng Yên, xong sau đó tức tối với nhau về cái chuyện Võ Hoàng Yên nó mới thu âm được là đây không phải là cái chuyện mà Võ Hoàng Yên lừa đảo 183 tỷ gì hết, mà tại vì bà này bà yêu ông Võ Hoàng Yên, thế cho nên là không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý cho bà Hằng, cho nên bắt đầu mới cuồn cuộn lên. Thì đoạn băng ghi âm của Võ Hoàng Yên ghi âm mới làm cho Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng tức tối lên, bắt đầu mới quậy với nghệ sĩ, mới bắt nghệ sĩ Hoài Linh phải lên tiếng nói coi Võ Hoàng Yên trị bệnh được hay không. Người ta không nói thì cũng đâm ra chửi người ta, bắt đầu mới thuê Nhâm Hoàng Khang khắc vào tài khoản của giới nghệ sĩ mới và trả tiền 500 triệu, bằng chứng ta có, mới thấy được cái khoản tiền 14 tỷ của Hoài Linh chưa giải ngân. Đó là lý do xong mới được kéo theo cái chửi, thấy ai nổi tiếng là chửi cố ca sĩ Phi Nhung cho đến chết. Người ta không quen biết gì mình, người ta không nói gì mình, người ta không đụng chạm gì tới mình, cũng tấn công người ta cho đến chết. Thì cái hành vi như vậy của Nguyễn Văn Hằng và các YouTuber có phải là hành vi mất nhân tính không? Cho nên ngày hôm nay, lý do tại sao các YouTuber sau phiên tòa vẫn tấn công tôi, hầm mục đích gì phải không? Để giải vây cho chính chúng nó, vì tôi vẫn còn đơn kiện những cái YouTuber này. Đó, cho nên khi mà cái tên Hồ Văn Thuận, bạn của thằng Đại Long An á, nói là Đinh Lan vẫn theo đuổi cái vụ này là tại vì dính cái đơn của Hằng. Con Nguyễn Văn Hằng nó đã tố cáo tao 3 lần, nhưng 3 lần đều sai thì nó phải phạm tội gì? Vu khống. Thứ nhất, dùng thủ đoạn đê hèn để muốn tống Đinh Thị Lan này vào tù trong vụ án Mai Xuân Cường nói tao là chủ mưu. Nó cứ nói hoài như đó thôi. Nó nói là bà Hằng vu khống nó, ở đó mà vu khống ha. Nó nói bà Hằng tố cáo tao 3 lần mà tố cáo bậy, vu khống tại vì không có chứng cứ. Để coi thử là cái phiên tòa mà bà Hằng bà tố cáo Lan á, để coi thử nha, coi thử là bà Hằng mà có chứng cứ không nha. Xin lỗi Lan, chứ bên hệ thống cái đội ngũ pháp lý của Đại Nam á, những cái phát ngôn về Đại Nam đổi chủ, Đại Nam sang tên, Đại Nam bị siết nợ 10 mấy ngàn tỷ đồ này nọ, họ đã lập vi bằng cách đây lâu lắm rồi. Họ có luật sư, họ có người làm hết á, chứ không phải như Lan mà lên nói khơi khơi đâu. Đâu phải như Lan mà ra tòa cái nói phong long rồi nói trước nói sau không biết nói gì đâu. Đó, thấy như ông luật sư Hồ Nguyên Lễ không, người ta bào chữa với như thế đó, chứ không phải như luật sư của công viên Thủy Tinh đâu. Người ta phải vậy đâu quý vị. Mày nói là bà Hằng với ông Dũng là không có chứng cứ. Không có chứng cứ đúng không? Để chờ cái phiên tòa đó. Sắp tới là phiên tòa bà Hằng bà kiện Lan tội vu khống xuyên tạc đó, bôi nhọ danh dự đó. Để coi tới cái lúc đó ra thì có chứng cứ hay nha. Nếu mà không có chứng cứ á, thì là nội anh em YouTuber nó quăng lên cũng cả đống. Chứng cứ của Lan về xuyên tạc, về Đại Nam, về khu dân cư, về đời tư của ông Dũng bà Hằng đó thì đầy, chứng cứ của Lan đầy. Bây giờ YouTuber thằng nào thằng ấy nó cũng cầm cả đống, không cần tới anh Dũng chị Hằng đâu. Lan muốn có chứng cứ thì có chứng cứ nha, nhiều lắm, quá trời. Hai, khi mà bắt Đặng Thị Hằng đi xong thì báo chí đăng tin là nè, làm cái này xong cái hồi nó rần rần nè, mẹ cái thằng Thanh Nguyên vlog nè, thằng Cấp Việt nè, rồi thằng Sơn Sàm, thằng Lý Lắc,
nó biết luôn, nó kêu làm cái clip này là lắc hồi nó rần rần này, dần dạp lý lắc này, nó kêu làm cái clip này lắc hồi rần rần, ý chang, nó làm lên lắc hồi rần rần này. Làm cái này xong cái hồi nó rần rần nè, mẹ cái thằng Thanh Nguyên vlog nè, thằng Đức Việt nè, rồi thằng Sơn Sàm, thằng Lý Lắc, thằng Thiện Đời Sống, rồi Minh Chí TV, rồi Vùng Đen Mobile lại rần rần lên là tại vì có liên quan Đặng Thiện đi. Pháp luật này không phải của nhà mày đâu, hả? Làm này nó hồi rần rần nè. Sơn Sàm TV, Lý Lắc vlog, Khương Quảng Châu, Gia Biên, Kiệt Tuấn Đạt, Vùng Đen Mobile. Pháp luật này đâu phải của tụi mày, hở chút xíu tụi mày lên cách tội người ta là tao bị bắt rồi đó. Tao không làm ăn gì ở Việt làm Nam, cái này nó rành rành liền à. Cảm ơn chị Linda. Hết chuyện này tới chuyện khác, hết chuyện là Vũ Văn Thịnh rồi tao kháng không có đóng tiền, rồi thêm cái vụ mà tao là bạn Trương Mỹ Lan, rồi tao binh Trương Mỹ Lan. Tao binh hồi nào các Việt? Hả? Tao binh hồi nào Sơn Sàm TV? Tao binh hồi nào Lý Lắc Vlog? Tao binh hồi nào hả con Hương Quảng Châu? Tụi mày dẫn dắt lên, bây giờ tuyên truyền lên, mày ỷ cái số đông để mày hiếp đáp người ta hả? Đối với ai thì sợ tụi mày, đối với Đinh Thị Lan này là không bao giờ sợ. Là vì sao? Tao sống có gì không? Tụi mày mở một cái tiêu đề rất là hiền hòm, mày kết tội người ta, trong khi cái nội dung nó không có gì. Còn tối ngày mày nói mà thẩm phán Huỳnh Thành Duy, con này mà đưa nó vô trại chắc cũng nhức đầu với nó quý vị. Thì cán bộ cũng nhức đầu với nó chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, bữa nay em nghe cái giọng của nó là em ám ảnh rồi đó. Em ngủ không được luôn đó. Em ngủ mà em nghe cái tiếng của nó là dùng thủ tọa đoạn đê hèn bắt cóc Quỳnh là ngủ gì. Tao tống Đinh Lan vào tù gì. Đánh Đinh Thị Lan nhưng nhầm Đinh Thị Chiên tập 20%. Tôi nghe tôi ám ảnh luôn rồi đó. Tôi ngủ tôi còn nghe mà quý vị. Tôi ngủ trong giấc mơ mà tôi nghe nó văng vẳng bên tai. Tôi nhức cái đầu lâu luôn quý vị, nhức cái đầu lâu thiệt, nhức cái răng giả luôn á. Bắt đầu thấy quái chạy đậu rồi đó nha. Trời đất ơi. Chửi là như chó, hoàn toàn không có. Tiêu đề này ghi như vậy thôi, Hương Quảng Châu. Nhưng thật sự trong nội dung á, bà đâu có cái quyền gì mà chửi tao chửi chó. Cho nên tụi mày cứ cắt cái lời, giống như cái thằng Quốc Võ TV ở ngoài, ở bên Mỹ á. Tại vì tao thường tao không có nhắc những cái kênh YouTube ở nước ngoài lên trên YouTube, cắt cái đoạn là tao đã công nhận là bà Huỳnh Thanh Duyên chửi tao như chó. Bà không có tư cách mà chửi như chó. Nếu mà thực sự bà Huỳnh Thanh Duyên chửi như chó là bà đi ra khỏi ngành liền. Tại vì đâu có ai mà để một cái thẩm phán mất dạy như vậy mà chửi người ta. Mà xác thì người ta cũng có cái tự trọng con người. Bà hỏi tao là chứ bà Đinh Thị Lan hãy bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà kháng toàn bộ bản án liên quan đến 10 người. Cái tôi mới nói dạ không có, tôi chỉ kháng toàn bộ bản án liên quan tới tôi thôi. Thế là bà sợ mình nói ra gì, bà quê mặt. Cho nên bà bảo im. Bà quát tao là im. Cái đó cũng là sai đó. Bà đâu có cái quyền quát người ta. Bà hỏi người ta cho tao. Ông mà quý vị nghe tóm lại á, tóm lại nghe con ra này nó cũng vui chứ bộ, giải trí ghê quý vị. Đã công nhận nghe nói chuyện cái chuyện của hài á, nó cười. nó làm công trình cao tốc nước Lào ngàn tỷ. Lan nó làm công trình cao tốc nước Lào nghe, Việt Nam Lào công trình cao tốc ngàn tỷ. Hôm bữa thì quý vị biết rồi, cái phiên tòa phúc thẩm chị Hằng á, thì Sơn Sàm cũng như là mấy anh em YouTube là mình ở ngoài thôi đúng không, mình ở ngoài rìa mình đâu biết gì diễn biến gì ở bên trong đâu. Mà cuối cùng nghe ông Lan kể nghe đã cái nư dễ sợ, nghe ông Lan nó kể cái tự nhiên mình mắc cười nữa. Rồi ai chưa bấm like thì like giùm em cái nha, ai chưa bấm like giùm em cái quý vị, bấm like cho em cái đi. Đó. Cái kênh của em lâu quá em không có live stream á, cho nên nói gì kịch bản của Đinh Lan hay quá. Mấy chị bấm like cho em cái cho nó tương tác, tăng tương tác nha. Đó. Rồi tiếp tục nè, con này nó nói nhiều lắm quý vị, nói rất là nhiều. Cái con Lan này phải không? Đó, nó còn nhiều cái bí hiểm lắm quý vị. Đó, nếu mà em á vài bữa nữa nha, em vô trong cái hội nhóm hoặc là cái Facebook á, cái Facebook của nó đó, em sẽ sưu tầm lại những cái video clip mà trước nha, những cái video clip mà nó chửi lộn với người ta, hoặc nó chửi lộn với công an, hoặc nó chửi lộn với hàng xóm như của nó á. Nó về cái cuộc sống của con này á, là trước khi diễn ra drama với chị Hằng. Chúng ta biết Lan là qua cái drama chị Hằng thôi đúng không?
Trời ơi, trước đó nữa kìa là nó quậy rồi, nó chửi như cái máy rồi. Trời, nhiều lắm quý vị, nhiều nhiều cái thành tích lắm. Đó, mình sưu tầm những cái clip đó là ok. Đúng rồi, có Sơn Sàm là có Lý Lắc một cặp mà. Đó, nó nhớ y, nó nhớ. Chỉ cần nó nhắc Lý Lắc là sẽ có Sơn Sàm. À, nó nhắc Lý Lắc là có Sơn Sàm. À, nó nhớ mà. Nhớ ghê lắm quý vị. Nó nhắc nha. Dạ bây giờ ok. À, cả nhà cho em xin phép 30 giây nha. Đó, hôm bữa giờ em cũng bán cái sản phẩm Nhật Bản đó, em bán hàng sức khỏe và làm đẹp nha, nhưng mà cũng lo chọc lan không mà không có làm clip đó, không làm video clip bán hàng. Bây giờ cho em 30 giây em giới thiệu sơ của cái sản phẩm này cái nha. Đó, các anh chị nào mà có nhu cầu thì mua nha, mua ai cũng vậy, mua giùm em ủng hộ nha quý vị. Đó, bữa giờ cũng ế nha, em không có lo làm clip nha. Ở đây em có hoạt huyết dưỡng não của Nhật Bản này, Yonosi đây quý vị. Đó, các cô chú anh chị trung niên, những người lớn tuổi á, đó, ai mà bị hoa mắt chóng mặt này, tê tay tê chân này, đó, đứng lên đầu óc mình nó bị xoay vòng vòng, nó quý vị, nó bị thiếu máu não á, thì cái hoạt huyết dưỡng não này nó giúp tăng cường oxy lên não nha, bổ não nè, rối loạn tiền đình nè, đó, cải thiện giấc ngủ, cải thiện trí nhớ nè, đó, bổ não rất là tốt luôn. Một hộp này 300 viên nha, hàng Nhật Bản chuẩn luôn quý vị, hàng Nhật chuẩn luôn nha. Hộp này thì uống được gần 3 tháng, hộp này thì em bán 3 triệu rưỡi nha, 3 triệu rưỡi đó, bao ship ở Việt Nam, có gửi đi nước ngoài nữa nha quý vị. Đó, các anh chị nào mua hàng thì liên hệ cho em cái số Zalo đây. Đó, anh chị nào đang xem thì mình chụp lại cái màn hình nha. Đó, chụp lại cái màn hình. Chụp lại cái màn hình để có gì liên hệ số điện thoại hoặc Zalo Viber của em số này luôn nha. Đó, Zalo hoặc Viber em số này đây. Đó, ok. Đó, cứ chụp màn hình lại quý vị. Đó, chụp màn hình lại là cái số điện thoại của em đây. Ok, cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Đó, thì quý vị biết rồi. Ship qua con Lan một hộp cho nó bớt khùng. À, thì mấy bữa nay thì cứ lo live stream rồi cứ làm clip chọc con Lan hoài đó, thì cũng không có làm bán hàng nhiều, cho nên nhiều quý vị tưởng là em không bán nhưng vẫn bán bình thường. Ở trong cái Zalo này có rất là nhiều nha, các cô chú anh chị thì cứ mua hàng ủng hộ em nha. Em là em ship qua con Lan, là em ship qua rồi đó. Bữa nay em có một cái xì tay mới là quý vị biết không, cái bộ đồ con Lan mặc á, bộ đồ con Lan mặc bữa hôm phúc thẩm đó. Đó, bữa nay có một cái shop, bữa nay có một cái shop nó chơi là nó gì ta, nó gọi là nó decor, nó làm giống y như bộ đồ luôn, nó bán bộ đồ đó con Lan nó lên tòa, nó mặc hai hai lần đó, 11 tháng 3 lên nó mặc đúng bộ đồ đó, rồi ngày 4 tháng 4 lên nó mặc đúng bộ đó, mà nó cái thời trang kinh dị quý vị thấy không đó, quần dài quần ống le đó, áo 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 ấm áo mùa đông nha, áo mùa đông áo khoác mà trời nắng 45 độ, nó ra trước cổng tòa nó quay quay đó quý vị thấy không đó, ra trước cổng tòa án nó quay 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 đó. Đó, 45 độ, quấn bịt mặt đó, quấn khăn khăn cổ giống như Đà Lạt. Quý vị nhớ cái hình ảnh bà con Lan nó lên tòa không, trời ơi tôi nắng muốn chết luôn, nắng đổ lửa luôn quý vị, nắng đổ lửa luôn. À, mà nó ra trước cổng tòa nó chơi quần ống loe đó, giày bốt rồi áo hai ba lớp, áo khoác ấm, áo khoác Đà Lạt, áo dài đó, đầu cái gì quấn cái khăn nữa, quấn cái khăn cổ nữa, rồi trùm trên đầu trùm này kia. U là trời ơi, cái này người ta nói là đúng là 6 giây nóng giây nguội đó. Đó, tôi cười sặc cơm luôn mà, 6 giây nóng giây nguội đó. Trời, bữa hôm đó quý vị biết Sài Gòn nó cũng phải là 40 mấy độ, đổ lửa luôn, nắng trời ơi đó, vậy mà nó mặc đồ giống như Đà Lạt. Bởi ai nói mà thiệt chứ, ai nói khùng thì tôi nói thiệt chứ tôi phải suy nghĩ lại, tôi tin á, giờ nói ai nói nó khùng tôi tin nha quý vị. Ai nói nó khùng tôi tin á. Có ai Sài Gòn 40 mấy độ mà nó mặc đồ như Đà Lạt không? Đó, ghê thì kinh khủng. Wow, 43 độ là 43 độ C đó quý vị, ở Việt Nam tính độ C thôi đó. Đó, nếu mà tính độ F ở bên nước ngoài chắc cũng phải 100 mấy độ F, đứt dây thần kinh số 7 ha. Đó. Rồi cả nhà cho em xin 30 giây nữa nha, em quảng cáo cái giảm cân Onaka này. Đó, cái viên uống giảm cân Onaka này cũng của Nhật Bản luôn, rất là tốt nha. Các anh chị phụ nữ sau sinh này, làm văn phòng này, anh chị nó ăn nhậu rượu bia thuốc lá nhiều này, cái bụng mỡ nó xề xuống nè quý vị. À, thì cái này nó giúp mình làm nè, giảm cân an toàn hiệu quả nha.
nó làm cho mình không có hấp thu chất dinh dưỡng này, đó, nó không có gây nó không có gây mệt mỏi này, và đặc biệt nó không có cái tác dụng phụ nha quý vị. Các dù không cần kiêng cữ gì hết nha, một ngày uống cho em 4 viên thôi đó, chỉ cần là sau 8 giờ tối mình đừng có ăn, đừng có ăn đêm, đừng có ăn khuya nha, đó sau 8 giờ tối mình đừng có ăn, thì một liệu trình là nó xuống từ 6 đến 10 kg, giảm cân an toàn hiệu quả, nhà hàng của Nhật Bản quý vị. Đó thì cái này thì một liệu trình 2 tháng là em bán 2,6 triệu nha. Một liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu. Đó, bao ship ở Việt Nam. Đó, các anh chị mua hàng thì liên hệ cái số điện thoại này của em nha. Đây số điện thoại Zalo, Viber của em đây. Các anh chị mình lưu vô, kết bạn Zalo với em đi. Đó, kết bạn Zalo hoặc là Viber cũng là số này luôn. Rồi hoặc là có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp em số này nha. Đó, các anh chị cứ chụp màn hình lại nha, chụp màn hình lại có gì liên hệ cho em. Đó, mấy anh chị nào đang xem thì muốn đặt hàng ủng hộ em thì cứ chụp màn hình lại nha bà con mình. Chụp màn hình lại nha. Đó, chụp màn hình lại. Đó, thì nói chung em thì em bán hàng lâu rồi, em bán cả gần cái chục năm nay rồi quý vị. Trước khi cái drama chị hàng luôn. Hàng này là hàng Nhật Bản, hàng của gia đình em nha. Em không quảng cáo cho ai hết, chỉ có số điện thoại này là của Sơn Sàm nha. Đó. Dạ một hộp là có 60 viên, một hộp 60 viên một ngày là uống 4 viên nha chị. Một ngày uống 4 viên nha. Một ngày uống sáng 2 viên, chiều 2 viên thôi. Đó, một liệu trình là 2 tháng nha. Đó. Một liệu trình là 2 tháng, cứ ngày 4 viên vậy đó. Đó. Rồi một liệu trình, một hộp này là uống được 15 ngày nè, một hộp này uống 15 ngày nè. Một liệu trình là 4 hộp nha, một liệu trình 4 hộp là uống 2 tháng. 2,6 triệu bao ship nha, hàng Nhật nha. Đồ nếu mà các anh chị nào cứ phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đây là hàng của gia đình em chứ không có quảng cáo thuê cho cái shop nào hết. Đó, đây tất cả là hàng của gia đình em nha. Đó, nhập trực tiếp từ Nhật Bản nha. Đó, nói chung gia đình em thì làm việc ở Nhật Bản và nói chung là cũng có công ty ở đây. Đó, có thuế má đồ đàng hoàng, các anh chị yên tâm nha. Trụ sở công ty thì đặt đây đàng hoàng. Các cái chứng chỉ giấy phép được, các anh chị yên tâm nha. Đó. Em bán hàng Nhật thì mười mấy năm rồi chứ không phải mới bán đây nha. Nhiều sản phẩm lắm, các anh chị cứ kết bạn vô cái Zalo này nè. Anh chị kết bạn vô tham khảo ở trong Zalo này, nó có cả gần cả mấy chục cả trăm sản phẩm ở trong Zalo này nè, như là dầu nóng xoa bóp nè, rồi salon bát nè, hoạt huyết dưỡng não nè, giải độc gan nè, rồi collagen làm đẹp da nè, đó, trắng da nè, viên uống trị nám nè, Transino nè, rồi mặt nạ nè, dưỡng ẩm nè, rồi nhau thay ngựa, nhau thay cừu, nói chung sức khỏe và làm đẹp là ở trong Zalo này rất là nhiều, em có bán rất nhiều nha. Mấy anh chị cứ chụp màn hình lại kết bạn Zalo nha. Đó, kết bạn Zalo để mua hàng ủng hộ em. Thì đúng rồi Kim Hồng ơi, cuộc sống ấm no mà. Đó, mình livestream mình làm gì mình làm, mình nói drama nhưng mà cũng phải bán buôn chứ quý vị. Công việc của em là em bán hàng online, đó là em nói thiệt, em khai luôn. Chứ em là em phải bán hàng mới sống được. Đó, chứ em không có được người ta tài trợ như em Lan. Em Lan thì em chửi có tiền, em chửi em có tiền quý vị. Đó. Lan đó, các anh chị cứ gửi lời kết bạn đi, em sẽ chấp nhận nha. Đó. Cái con Lan này là con Lan nó chửi nó được người ta cho tiền, còn em thì em lên em chửi em làm gì làm em chửi thì cũng không có ai cho tiền hết quý vị, cho nên em phải bán hàng. Em phải bán hàng em sống thôi nha. À, mấy anh chị cứ kết bạn Zalo với em đi quý vị. À, kết bạn Zalo với em nè. À, kết bạn Zalo chốt nè, chốt đơn. À, các anh chị cứ kết bạn Zalo với em đi rồi vô tham khảo mua được cái gì mua, bảo đảm hàng bên em là giá tốt nhất nha, chất lượng ok. Đó, hàng chuẩn 100% là made in Japan đàng hoàng, các anh chị yên tâm nha, không có sợ gì hết nha. Cứ kết bạn Zalo với em đi là mua ủng hộ em, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đó, em là em làm em bán hàng online, em làm YouTube, đó cái công việc chính của em. Đó, chứ không phải là em đi chửi như Lan là em chửi để em chửi để mà em có tiền, còn em là em chửi không có tiền, em chửi khô răng khô nước miếng hết trơn, thấy không? Thậm chí em phải mời bà con anh chị mua hàng ủng hộ em. Đó, chứ em nói khô răng hết trơn nè, ngày nào cũng lên nói khô răng chọc Lan khô nước miếng hết. Đó, cho nên các anh chị là cứ mua hàng ủng hộ em nha. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đó, giá bên em là tốt nhất. Hàng Nhật nói chung hay sản phẩm Nhật Bản bên em là cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt. Đó, em cam kết là giá ưu đãi luôn quý vị ha. Còn cứ phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em số điện thoại này của em nha. Đặc biệt số điện thoại của em Zalo chính chủ luôn. Đó, số của em gọi trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó.
ship ở Đà Nẵng được không? Dạ em ship toàn quốc nha quý vị, em ship toàn quốc, ở Việt Nam là em bao ship hết luôn đó, ở Việt Nam là em bao ship hết luôn, free ship hết nha. Còn riêng ở nước ngoài thì em gửi ship, em tính thêm phí ship nha, em có gửi hàng ở nước ngoài luôn quý vị. Và các anh chị cứ kết bạn Zalo với em, rất là nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín và chất lượng nha. Cứ kết bạn Zalo với em thì kết bạn xong rồi vô trong đó coi có sản phẩm nào mình dùng được thì mình dùng ha, đó, mua về cho gia đình mình dùng ha, hoặc là mình dùng nha, mua ai cũng được, mua ủng hộ em một hai sản phẩm nha, đó, để khích lệ tinh thần cho Sơn Sam nha. Đó, tháng vừa rồi thì cũng lo chọc lan quá, cũng không có bán buôn gì được ha. Với lại em cũng ngại quảng cáo, em làm clip em quảng cáo nhiều quá cái bắt đầu là khán giả bỏ em đi trơn à. Đó, cho nên lâu lâu cái là em quảng cáo một lần thôi, chứ quảng cáo nhiều quá quý vị cũng ngại ha, em thấy em cũng ngại, quý vị cũng không có xem em nữa, bỏ em đi hết. Cho nên lâu lâu thấy cái dịp mà khán giả đông đông thì em sẵn tiện em quảng cáo cái hàng của em, quý vị mua hàng ủng hộ em nha. Đó, chứ ngày nào cũng quảng cáo nhiều quá rồi khán giả bỏ em đi hết, cho nên em không có dám quảng cáo nhiều ha. Đó, lâu lâu quảng cáo một lần thôi. Đây các anh chị chụp màn hình lại nha, chụp màn hình lại rồi kết bạn Zalo với em nha. Đó, chụp màn hình lại kết bạn Zalo với em. Đó, ok, cảm ơn đa tạ cả nhà mua hàng ủng hộ em nha. Đó. Đó này ha, em mới nói lên cái quá trời anh chị vô kết bạn với em mà nè. Đó. Anh chị cứ kết bạn đi, em vô em chấp nhận hết nha. Đó, cứ vô kết bạn với em đi. Em gửi lời kết bạn là các anh chị vô đây kết bạn với em quá trời nè. Cứ kết bạn nha, kết bạn Zalo, ai mua gì mua, không mua thôi nha, cũng không sao nha quý vị. Các anh chị kết bạn Zalo rồi mình vô trong Zalo mình tham khảo những cái sản phẩm của em nha. Đó, còn ai mà có lòng thương Sơn Sàm thì mua một hai sản phẩm ủng hộ em nha. Dạ đúng rồi, con có cái nick tên Lương là anh Đại xuất hiện nói chung. À đúng rồi, ở trong cái live stream của em bây giờ Lương nó xuất hiện nhiều lắm. Đó, nhiều người thì cứ kêu là thôi chặn nó đi, nhưng mà thôi em cứ để cho nó vui. Đó, để cho nó vui chứ không, vợ em ở Mỹ à. Đó, vợ em ở Mỹ gì Thi Trương ơi. Đó. Để cho nó bình luận cho vui đi, chặn nó làm gì, lâu lâu có Lương vô cho nó vui, cho nó tức chơi ha, mình khịa cho nó tức chơi. Cứ để Lương, riêng cái kênh của em là em cứ để Lương nó vô nó bình chọn, á gì nó vô nó bình luận. À, bắt ngay con Lan chút nữa ha. Đúng rồi, con Lan nó nói chưa xong mà. Tao trả lời bà nói sai thì mày cho người ta đính chính lại, chứ mà không cho người ta nói, bà hiếp đáp người ta, bà buộc tội người ta. Lan nói về thẩm phán. Cho nên ok, nếu như bà có những cái vi phạm về cái đạo đức của cái luật sư là thẩm phán thì tôi được quyền nộp đơn tố cáo ha. Cho nên tụi mày bớt dẫn dắt câu chuyện, tao không tao đến Thị Lan, không làm ăn kinh tế nào ở Việt Nam. Tao làm những công việc ở bên nước Lào, nước bạn. Tao hiện tại bây giờ công trình của tao vẫn là xây dựng tuyến đường cao tốc trị giá 3 tỷ đô. Đó, lên đi, lên dịch tiếp. Nghe nè, Lan nói lên đi, đến này Lan đang làm công trình của Lan là làm tuyến đường cao tốc Việt Nam Lào trị giá 3 tỷ đô nha. Nghe nè. Hiện tại bây giờ công trình của tao vẫn là xây dựng tuyến đường cao tốc trị giá 3 tỷ đô. Đó, lên đi, lên trực tiếp câu like đi. Từ Viên Chăn đến hết những cái tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Trị giá 3 tỷ đô mỗi 200 cây số đường cao tốc, 4 làn xe. Tao là người kết nối dẫn những doanh nghiệp Việt Nam sang Lào để làm cái công trình 5 năm trời, bắt đầu từ sau khi Tết là... Có nghĩa là công trình đó người ta làm, còn Lan là dẫn khách qua với lại công trình của Lan nha. Đúng, cái công trình cao tốc đó là có nha quý vị, có công trình cao tốc đó, 3 tỷ đô đàng hoàng, nhưng mà công việc của Lan là dẫn khách qua. Rồi ok, nhiêu em 5 xị. Rồi bỏ tay mai xị để uống cà phê. Đó là công trình của Lan nha. À, công trình của Lan là xây dựng cao tốc 3 tỷ đô Việt Nam Lào nha. À, Lan. Công trình của Lan á, nhưng mà xây cao tốc là người ta xây ha, người ta xây, còn Lan là chỉ là đi qua chỗ công trình đó là. À, công trình của Lan là xây dựng cao tốc. Quý vị nghe chưa? Nghe công trình của Lan chưa? Đó. Được quyền nộp đơn tố cáo. À. Tao hiện tại bây giờ công trình của tao vẫn là
Ghê quá. Lan là người kết nối nha. Đó, Lan, công trình của Lan là 3 tỷ đô đường cao tốc. À, nay nó chơi nó xây cao tốc luôn rồi quý vị ơi. Không ổn rồi, Lan hôm nay nó xây cao tốc luôn. Ơi da da, khổ ghê luôn quý vị ơi. À, dạ rồi, ok, xin nhắc lại một lần nữa nha quý vị. Các anh chị nào chưa kết bạn Zalo thì kết bạn với em nha. Đây, số Zalo của em đây. Đó, trong này em có bán nhiều cái sản phẩm hàng Nhật nha. Đó, đó, ok, các anh chị mình cứ kết bạn Zalo với em nha. Kết bạn Zalo với em, với em rồi vô mình tham khảo có mua được gì mua nha. Đó, mua hàng ủng hộ Sơn Sàm nha quý vị. Đó, nói chung cả tháng qua này cũng bán nó cũng bữa vắng bữa ế nha. À, các anh chị mà mua ai cũng vậy, cứ mua giùm em nha. Có sản phẩm nào mình cần thì cứ mua chỗ khác cũng như thế thôi, thì mua chỗ em thì giá bảo đảm ưu đãi tốt hơn, và hàng của bên em thì nó chuẩn hơn nha. Đó, hàng em là hàng cam kết quý vị, bao trả đổi luôn. Đó, các anh chị dùng mà cứ phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, em hoàn tiền gấp 10. Đó, mấy anh chị cứ kết bạn Zalo, chụp màn hình lại nha. Đây, chụp màn hình lại nè. Đó, chụp màn hình lại rồi kết bạn Zalo với em nha. Ok, chào đại gia đình nha. À, chụp màn hình lại, chụp màn hình lại rồi vô kết bạn Zalo với em. À, các anh chị cứ gửi lời kết bạn em chấp nhận hết rồi, rồi mình nói chuyện chơi. À, nha. Nghe mấy anh chị, mua được gì mua nha. Mua gì mua, ủng hộ gì ủng hộ nha. Rồi, à, xin nhờ quý anh chị cái nữa là cái đường link mà em đang ghim ở bên dưới bình luận đó nha. Đó, đường link mình đang ghim là cái đó là cái kênh kênh Sơn Sàm mà sớm nhiều chuyện của em á, ở dưới bình luận rồi thấy không? Đó, ai mà chưa đăng ký kênh Sơn Sàm mà sớm nhiều chuyện đó thì nhảy qua đăng ký ủng hộ em nha, đăng ký giúp em nha. Tại vì kênh này bây giờ nó có rung rinh rồi quý vị, rung rinh chùm qua xứ rồi. Đó, nó cứ gửi cảnh báo, nó cứ gửi này kia không à, nó gửi bị mail, bị xâm nhập gì đó. Chắc bọn ác nó canh me cái kênh này của em dữ quá. Cho nên ví dụ lỡ mà cái kênh này nó trục trặc gì em không biết tìm gặp bà con mình đâu á. Cho nên em mở thêm cái kênh Sơn Sàm sớm nhiều chuyện, em ghim cái đường link ở dưới bình luận quý vị thấy không? Đó, cái đường link em ghim ở trên trên cùng đó. Bấm vô đó cái nó hiện ra kênh Sơn Sàm sớm nhiều chuyện là kênh phụ của em á. Đó, bấm vô cái đăng ký một cái đi, đăng ký giùm. Để mà sau này ví dụ như còn thất lạc nhau thì còn tìm nhau được đúng không? Đó. Chứ bây giờ mà mất cái này thì em không biết tìm quý vị đâu, chết luôn. Lật mặt em rồi từ đây em ơi. Lật mặt em rồi lạc cả một đời anh. Một đời anh vẫn đi tìm, một đời trốn kín nỗi niềm. Rồi, ok, cảm ơn đại gia đình nha. À, bây giờ em xin phép em xin phép cả nhà em xuống live nha. Xuống live đi ăn cơm nha quý vị, đói bụng quá. Em chưa ăn cơm trưa luôn đó cả nhà, đói bụng quá. Bây giờ em đi ăn cơm trưa nha, rồi xong mới lại em vô em về em sẽ làm clip chọc Lan tiếp. Chiều chiều em làm clip tiếp và tối tối em rảnh like tiếp nha. Cảm ơn đại gia đình nha quý vị, cảm ơn mọi người nha. Chúc tất cả quý vị một ngày tràn đầy niềm vui, buổi chiều vui vẻ. Các anh chị ở nước ngoài thì ngủ ngon nha. Cảm ơn đại gia đình, xin chào mọi người, tạm biệt mọi người nha. Em xuống like nha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Em xuống like nha cả nhà. Em đi ăn cơm nha. À. Thôi em đi ăn cơm, giùm đi ăn cơm đói bụng rồi quý vị. Tạm biệt cả nhà nha, tạm biệt cả nhà yêu.